Cùng với nhân dân cả nước, sáng nay, nhân dân thành phố Đà Nẵng háo hức với sự kiện khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại hội trường A, Học viện Chính trị khu vực 3, Đảng ủy, Ban giám đốc đã tổ chức cho 12 lớp học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 52 và một lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị khóa 5 với gần 600 học viên đang học tại Học viện Chính trị khu vực 3 theo dõi phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 13 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là một sự kiện chính trị trọng đại và chúng tôi quyết định là dành trong một thời gian ngắn tập trung tất cả các học viên khối cao cấp lý luận tập trung khóa 52 bao gồm trên 500 học viên và cái khối là hoàn chỉnh cao cấp lý luận khóa 57 học viên để các bạn là tham dự cái lễ khai mạc để khơi dậy trong lòng mình một cái niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào cái thành công của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và đó là sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và của đất nước. Chính vì vậy, được theo dõi phiên khai mạc đại hội, bản thân mỗi học viên nhà trường luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Rất là vui mừng, tự hào và vinh dự và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, thì toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã đoàn kết thống nhất một lòng, tranh thủ những thời cơ thuận lợi, vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, to lớn và toàn diện trên các phương diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quan trọng quyết định hàng đầu đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, khẳng định vị thế phát triển của đất nước trong tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Theo dõi nội dung báo cáo chính trị trình tại đại hội, tiến sĩ Nguyễn Văn Hào tâm đắc về những quan điểm đổi mới trong văn kiện, trong đó nhấn mạnh đến phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Với cái tư tưởng lấy dân làm gốc, thì đại hội 6 của Đảng là nêu lên khẩu hiệu là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đến đại hội 7 thì Đảng đã nâng lên thành cái phương châm và qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, thì đại hội 13 thì trong cái dự thảo báo cáo chính trị ấy, Đảng ta có thêm hai cái điểm mới, đó là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và đặc biệt là dân thụ hưởng. Đấy. Nói đến dân thụ hưởng là nói đến cái việc đáp ứng cái lợi ích, cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Dân thụ hưởng là thực hiện đúng theo cái tư tưởng của Bác Hồ. Dân thụ hưởng là thụ hưởng những thành tựu của đổi mới, những cái kết quả của đổi mới, thụ hưởng cả về vật chất, cả về tinh thần. Mà muốn nhân dân được thụ hưởng thì cái việc đầu tiên là đường lối chủ trương chính sách của Đảng phải đáp ứng cái lợi ích, nguyện vọng và chân chính của nhân dân. Muốn nhân dân được thụ hưởng thì cán bộ đảng viên phải thực sự là công bộc của dân, phải phục vụ nhân dân, phải tôn trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân. Và muốn nhân dân được thụ hưởng thì rõ ràng chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái công cuộc phòng chống quan liêu, tham nhũng, phòng chống là các cái tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội. Văn kiện lần này tiếp tục nêu ba đột phá về thể chế, con người và hạ tầng. Điều này đã khẳng định mọi chủ trương của Đảng, nhà nước phải lấy phục vụ con người, phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân đặt lên hàng đầu. Thì Đảng ta là xác định rõ cái nội dung đột phá về phát triển nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực là nhất là cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực trong công tác lãnh đạo, quản lý và các ngành, lĩnh vực then chốt. Thì trên cơ sở là nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như là tuyển chọn và đại ngũ đối với đội ngũ nhân lực. Thứ hai là trong cái công tác nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa công nghệ. Và thứ ba là phải khơi dậy được cái tinh thần tự hào và cái khát vọng về xây dựng phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Và phải nói rằng đây là cái đột phá mà chúng ta có thể xem là cái đột phá gốc, tạo cái nền tảng, cái căn cốt để là thực hiện các đột phá khác. Vì như Bác Hồ đã từng nói là cán bộ là gốc của mọi công việc. Để phòng chống hiệu quả những thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt,
chống phá trước thềm đại hội 13 của Đảng. Thời gian qua, Học viện Chính trị khu vực 3 đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong công tác giảng dạy, chúng tôi đã chỉ đạo lồng ghép cái nội dung này một cách linh hoạt, sáng tạo vào nội dung các bài giảng tùy theo cái chuyên đề của mỗi khoa, và đã xây dựng được hai chuyên đề ngoài khóa để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái. Trong nghiên cứu khoa học, chúng tôi đã thực hiện nhiều đề tài, trong đó có đề tài cấp nhà nước, có đề tài cấp bộ trọng điểm. Ngoài ra, trên các tạp chí sinh hoạt lý luận của chúng tôi thì chúng tôi cũng có xây dựng một kỳ chuyên mục gọi là nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và chuyên mục phản bác những kỳ quan điểm sai trái thù địch. Thế thì trong thời gian tới, chúng tôi phải tiếp tục là triển khai cái hoạt động này một cách tốt hơn. Quan điểm của chúng tôi là đấu tranh như thế nào phải là thực sự khoa học, thực sự là sắc bén và thực sự thuyết phục.